Đấy, thành phố ok, rất ngon luôn đấy. Phục vụ chỗ này là bao bát đấy chú. Chắc phải trăm. Cảm ơn chị nhá. Rồi. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chị gái rất là xinh gái luôn. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Hôm nay ngày đầu tiên của cái đợt nghỉ lễ kéo dài 30/4, 1/5 đấy. Và đương nhiên rồi, anh em tổ chức ở trên đèo, trên vùng cao có đám cưới và to nhất vùng luôn. Hiện tại giờ đang là 33 con lợn quay xong rồi và còn đang quay hai bé bên kia đấy nhé. Hôm nay thời tiết nó rất là mát, 40-41 độ thôi. Nên là công tác chuẩn bị đám cưới cũng rất là vất vả luôn. Nên là anh em cứ chuẩn bị và mời các bạn cũng ăn cỗ vùng cao nhé, cỗ to nhất luôn. Và sáng nay thì mình đang cỗ và quay những thức phim về áp giảm rồi. Đấy, còn hôm nay thì buổi chiều này sẽ là cỗ chính. Đó. Đây là cái gọi là cái khâu băm ra mâm này. Chiều nay là hơn 100 mâm, mai thì cũng hơn 100 mâm nữa. Thành ra là làm liên tục. Phía bên kia là đang hai em đang chuẩn bị lên lò nhé. Đó, các bác cái đang gọi là cho lá móc mật rồi thì các khâu sơ chế sau đó sẽ lên bếp nhé. Đấy, còn thì sáng nay thì đã làm 4 em bò bê rồi. Giờ còn một em thì đang nhốt ở kia nữa. Đấy, em nhốt ở đây đang chuẩn bị lên tiếp. Đám cưới thì bếp làm tổ chức tóm lại là bếp mình nấu ở 3 địa điểm khác nhau, cách nhau 100 mét ở 3 nhà khác nhau. Đấy, còn đám cưới ở nhà phía dưới các bạn này. Nhà phía dưới này. Đấy, còn anh em ở trên này là có món lợn quay với cả món các nấu món lợn quay và sốt vang ở trên này. Còn lại một số khu vực ở phía dưới như khâu nhục và các món ở phía dưới nhé. Khâu giai đoạn là băm lên đĩa lợn quay. Đấy là của mày. Nhìn nó quá là hoành tráng luôn đấy. Đây là mày đóng của tao. Để đang lấy tay cả. Ở vùng cao, vải vùng cao đây các bạn này. Đấy, đám cưới thì nhà phía dưới nhé. Đây còn bê bò của em này thì là mai tiếp. Đây là đám cưới gọi là to nhất vùng cao luôn, Lục Ngạn luôn này các bạn. Tổng là toàn bộ gà thiến hết. Hơn 2 tạ gà thiến. 5 con bò nhé, đây là em bê thôi. Còn có em to nhất là nó cũng phải tầm gần 1 tạ thịt, hơn tạ thịt cơ. Còn em này em nhỏ. Thì em này mai cũng làm sáng mai. 5 lợn quay. 5 con lợn quay mà mỗi lợn bình quân khoảng tầm 70 cân hơi nhé. Đó. Làm rất là hoành tráng luôn. Bếp thì trải rộng ra từ nhà đây này sang đến hết bên nhà kia này. Anh em chế biến thì hiện tại giờ đã lên món của xong buổi chiều nay rồi. Còn lại mai thì sáng mai sẽ còn hơn 100 mâm thì tối sẽ làm nhé. Đây còn vải vùng cao thì cũng nói chung cũng mất nhiều các bạn ạ. Được mấy cây đây thôi. Vùng cao Phong Minh. Đây, thời tiết nó nắng cũng nóng quá các bạn ạ. Nóng ngày hôm nay 27. Nóng oai. Thực sự vào dạp ngồi giờ ngồi cái là gọi là mướt mát mồ hôi luôn. Không đủ quạt để nhiệt vì không khí nó rất là nóng. Đó. Đấy, các bạn thì đi chơi ở đâu rồi? Ăn chơi ở đâu cũng nhỉ, về 5 ngày cơ. 5 ngày nghỉ lễ thì toàn bộ gần như là đi chơi, đi ăn chơi hết ấy, nên là các địa điểm chắc có lẽ là rất là đông, đặc biệt là với thời tiết nóng nực này thì đi suối thì ok lắm. Đó, một hai hôm nữa thì đội mình sẽ đi suối. Đây, còn bây giờ thì mời các bạn sẽ xuống đám cỗ nhé. Cụ thể xem là các món lên được nhiều chưa, các món như thế nào nhé. Xin mời các bạn. Đây, còn quay lại trước khi ấy đây. Gà chưa luộc à anh Cấp ơi? Anh Cấp ơi. Đang làm gì đấy? Gà hay cái gì đấy? Gà. Vẫn luộc à? Vẫn đang luộc. Ồ, thế tưởng ngộ. Vẫn thịt. Đây là một xe ô tô à? Đó, đây. Đấy, gà chân ngô, gà thiến to thật.
Đó, đây phía bếp chính ở đây rồi. Đây món bò xào tỏi. Đó, lên đĩa lên mâm rồi. Được khoảng hơn chục mâm gì anh? Hơn chục mâm à? Gọi là mới bắt đầu thôi. Chiều nay hơn trăm mâm mà hơn chục mâm là mới bắt đầu khách. 120 mâm. Đấy. Đây xào đây. Cái nhá. Một mình quản hai nồi sốt vang đấy á. À đây thắng cấu à? Chú từ đảo cho cháu xem cái thắng cấu cố cái nào. Đấy, thắng cấu bò à? Đấy. Một cái nồi. Đấy, thắng cấu bò luôn đấy. Đây nồi thắng cấu này, tức là nồi lòng bò. Và bên này là nồi sốt vang đây. Sắt mâm mới. Chất lượng đấy, uy tín. Được. Được đấy. Rồi, ok, rất ngon luôn đấy. Phục vụ chỗ này là bao bát đây chú? Chắc phải trăm bát nhỉ? Không đến á, à còn nồi nữa à? Rồi. Đấy, còn bò tái ở bên kia. Bò tái rồi tôm các thứ ở phía bên này ngoài này. Tổ phòng mình quá. Quá chất. Đó. Con mùi cỏ không? Ông Giang? Hả? Con mùi cỏ không? Thắng cố phải có mùi cỏ chứ. Chỗ này phải mấy chục cân nhỉ? Một đĩa này khoảng mấy lạng anh Tuệ? Ba lạng. Ba lạng à? Vâng. Đấy, món bò tái luôn. À là còn cần cân luôn nữa anh à, phải cân thử cái nữa à. Món món đặc biệt luôn đấy, bò thui xong là thái là chấm luôn đấy các bạn. Trăm mâm nhỉ, trăm mâm thì khoảng tầm 50 cân nhỉ anh nhỉ. Chiều nay còn mai thì tính tiếp. Chiều nay là 120 à? Mai 80 mâm. Vâng. Các món cỗ chính đây. Có lợn quay, gà luộc, khao nhục, sốt vang, tôm, ui, đầy đủ. Đó. Cái là có cái món măng rừng và món gà đồi. Gà đồi đúng gà thiến to ngon. Đấy. Vâng, toàn gà thiến đây. Bò đồi. Có hai cô dân tộc Dao áo rất là đẹp luôn này, đi mời rượu. Đó. Các món này. Ok. Rất là thù. Rồi vào đi bà ơi, vào đi. Vào luôn đi nào. Đó. À. Có rồi. Chén lên. Như vậy buổi chiều ngày hôm nay thì ước mời bao nhiêu mâm bá ơi? Mấy chục mâm à? Mỗi mâm 3 lượt nhá. Mỗi mâm 3 lượt. Chưa kể uống riêng. Rồi, cảm ơn bá nha, chúc sức khỏe ạ. Hai ba go. Vâng, cảm ơn. Đó. Thử cái miếng thử gà đồi cái nhá. À gà thiến cái. Gà thiến chăn ngô. Chính hiệu luôn.
thử cái món cái món này là món món bê không bê gọi bò tái bê à tái bò à tái được à, thui xong là thái ra là ok đấy. Chấm tương gì à? À bây giờ thưởng thức cái món này nhé. Sốt vàng bò à. Như vừa đẹp ấy. Nóng quá. Thực ra hôm nay nóng nên là cái ăn sẽ cảm giác nó không ngon bằng so với cả thời tiết lạnh. Cứ phải tươi tươi lên. Trồng mớm lên. Cứ tươi tươi lên. Rồi. Cảm ơn chị nhá. Rồi. Rồi, cảm ơn chị. Đó, chị gái rất là xinh gái luôn. Cạn nhá. Chị có bằng à? Vô vào nào. Đó. 2, 3, vô. Đây, bố của chú già đây. Đấy. Châu bò ngựa lợn là của ông này hết đấy. Đấy. Đêm thì con nữa là 5 con bỏ. Đấy. Đó. Bố chú rể. Cháu của nhà anh chơi được con trai. Sinh năm 10 bác rồi em. Cháu kiếm điều. Chúc mừng cháu. À, chúc mừng anh chị nhá. Chúc mừng các cháu. Đó. Đó. À. À. 2 3 go. À, được nhá. Nào, bây giờ quyết định bỏ xem là sấp anh sấp anh ngửa nhá. Ui, chặn thật. Wow. Rồi xong rồi là chơi món này nhá. Được. Mày đừng nó. Bây giờ thưởng thức đi món này đi cả nhà ấy. À, món này vừa làm thì nhục mà ăn thì cũng sướng đấy. Đó. Không ngủ. Có xôi. À, mỗi người làm miếng đi.